Wow. Đây là bức thư pháp dành cho tại hạ. Wow. Chữ của em đã có rồi. Đây, chỉ một chữ Sàm. Đây là của em nha. Trời. Chào con. Con chào các cô, các chú. Dạ, con nay con viết thư pháp. Con trai, bây giờ con viết cái gì? Con viết con biểu diễn cho chú Thành với mọi người coi đi. Con có thể mời chú vô ngồi đối diện. Con có thể nhìn mặt chú, con viết ra một câu thơ. Trời. Wow. Trời. Viết bài thơ rằng: người gì mập dữ, nhìn là biết mập. Hỏi con. Mời con. Con viết cho chú. Dạ, chuyên nghiệp nha. Chuyên nghiệp lắm nha các anh chị. Wow. Xin mọi người yên lặng để cháu nó tập trung. Wow. Wow, đẹp quá. Thông minh. Wow, rất chuyên nghiệp. Bắp. Cho anh ly nước trà đâu? Truyền trà. Không biết thí chủ muốn uống trà đối âm hay là trà quang âm hay là trà ô long hay là trà cappuccino. Trên đời này làm gì có trà đối âm. Ôi không không được, chúng ta đừng nói chuyện bé cười bé bị rung chữ. Chữ này quan trọng lắm. Chữ này quan trọng. Phải để bé tĩnh tâm. Mập. Xin mọi người hãy nhìn xem đây. Đây là bức thư pháp dành cho tại hạ. Mời con. Tài, bản lĩnh tài năng nên sự nghiệp, nhân hòa đức độ tạo thành công. Là chú có bản lĩnh với tài năng là chú đã nên sự nghiệp. Thì sự nghiệp chú thành công là nhờ chú sống nhân hòa với lại có đức độ. Thảo thơ. Trên cõi nhân gian này mấy ai hiểu chú được như con. Con ơi, con nghĩ là với chú Thành thì con nhìn ra chữ tài. Vậy thì không biết là với cô, con sẽ nhìn ra chữ gì? Chữ tai. Tai của tai họa. Em có hiểu không? Em là tai họa của mọi nguồn cơn. Né ra đi. Rồi thằng nhỏ nó muốn giết cho ai nó giết. Con à, chú rất cảm ơn con vì những án thơ tốt, cái sự suy nghĩ tích cực của con về chú, và đặc biệt là chữ tài mà con tặng chú. Rất cảm ơn con. Còn trẻ, tuổi trẻ tài cao. Nhưng con nhìn vào những nhân vật bên dưới, con có muốn viết tặng cho ai thêm một cái chữ nào nữa không con trai? Dạ, ai muốn viết thì lên, ai con cũng nhìn được. Chú lên cho con quà chú nha. Mời con. Con ơi, tiếp theo là đến cô nha con. Cô nhìn không có cô. Cô Sam bất chấp. Sau đây con viết cho chú. Nét con bé đi hay quá. Thằng bé nó hiểu nha. Nó hiểu ai là có cái nguồn cơn như thế nào đó. Để nó giết chứ không phải là nó giết ai. Nó giết đại đâu nha.
hên, cháu nó giết chữ đức, mà hên nó giết đức cờ, chứ nó giết đức tờ là chết rồi. Lựa sẵn Sa Mơi tự trồng. Cảm ơn con. Đức trọng nhân trường thọ, tam khoan phúc tự lai. Có nghĩa là gì? Đức của chú đã trọng người rồi thì chú sẽ sống lâu. Tâm của chú rất là khoan dung, nên phúc nó sẽ tự đến. Bắp, ngồi vào đây để anh tặng em một chữ. Cảm ơn. Con trai, con cho phép chú được tặng chú Bắp một chữ được không? Dạ. Mượn mực của con nhé. Con qua đây đứng với chú. Con quan đứng với chú Kiều. Xin gửi bé Sam cầm giùm anh cái này. Anh Thành à, Bắp, có rồi. Nên không? Nên. Sau em cảm giác là lành ít dữ nhiều. Đó là chữ. Cái gì vậy? Thư cái viết của nhỏ. Chữ của em đã có rồi. Đây, chỉ một chữ. Sàm. Đây là của em nha. Con trai ơi, con chân chơi gì nữa? Con nghĩ là đã đến lúc chọn đội. Gì vậy Sam? Đến lúc viết cho bé. Bé Sam. Em ơi, mình là MC, mình phải cầm trịch chương trình em ơi. Chứ mà mình thấy người ta vẽ rồi, mình vẽ rất là khó luôn á. Ừ. À, chú Thành xin một lần nữa cho chú Thành viết thử cái tên chú bằng tiếng Hoa. Cô chú còn nhớ cách viết không nha? Quy Thành. Đây là chữ Thành. Huỳnh Trắng Xìn. Dạ, chữ cười chắc chắn là chữ sạc. Xìn sạc đi đôi một việc. Chữ anh Thành đẹp lắm chứ bộ. Đúng rồi. Wow. Dạ, rất là xấu. Đây là tên của em. Công nhận xấu thiệt. Đâu, đọc lại gì xin. Hoàng Trấn Thành. Huỳnh Trấn Thành. Hay quá. Con thấy thư pháp này sao con? Này tiếng Trung con chưa học tới. Học rồi. Bé chưa biết. Ý cho hỏi là cái những cái nét, đường nét á, con cảm nhận đường nét con người này như thế nào? Chú viết cũng rất là đẹp. Không, thật sự ra chú nói thiệt luôn là chú viết rất là không có đẹp. So với những người mà họ viết về cái này thì chú là hàng tép riêu. Ví dụ như là bây giờ chú nói, chú lấy cái chữ này nè, chú đề kế bên cái chữ của con này. Mặc dù chú cũng cố tình là chú bắt chước con, chú họa ra nhưng mà cái nét nó rất là buồn cười. Còn cái nét của con nó rất là tinh tế. Tại vì á, cái người viết thư pháp mà muốn viết giỏi là cái điểm đầu. Tại vì nó giống như cái điểm tụ mực vậy đó. Em phải tưởng tượng nó giống như cái dòng chảy của nước. Nó chạy tới đâu, nó tụ lại đâu, nó đồng lại chỗ đó thì cái chỗ đó nó phải đầm. Rồi nó lợt dần. Đó. Thì nó rất là khó để mà mình canh cái độ lợt, độ đậm của nó, độ loang của mực. Và cái chỗ nào mỏng và chỗ nào nét dày, mình phải tự mình có cái thẩm mỹ của từng người. Bây giờ chú Thành hỏi ai chỉ con cái này, tại sao con mê nó mà con học cái này nó lạ lắm. Ít bạn nhỏ nào học lắm. Dạ con tự tìm kiếm để con học. Con thấy nó đâu mà con học? Dạ con thấy trên TV. Từ trước giờ có ai dạy con không? Dạ có. À, con tìm hiểu trước rồi sau bắt đầu con mới đi học đúng không? Dạ. Con kêu ba mẹ dẫn con đi học. Thầy con là ai? Thầy tên gì? Dạ con nhiều thầy lắm. Thầy Công, thầy Bốn Hiện, thầy Hiền, thầy Sang, thầy Nhưng Dương mà, cho chú hỏi là khi con học nhiều thầy như vậy là mỗi thầy dạy con mỗi nét chữ khác nhau hay là dạy con về những nội dung, những cái bài viết khác nhau? Dạ mỗi nét chữ khác nhau, xong rồi con dồn lại, con tự tạo nét chữ cho mình.
À, phải có nét chữ riêng nữa. Ủa? Giỏi, rất giỏi. Cảm ơn con trai này đến với chương trình nha. Rồi, cảm ơn con nha. Một lần nữa cảm ơn con. Cảm ơn quà nha. Con ơi, bây giờ thì con được quyền lựa chọn về với đội của ban bình luận nào mà con yêu thích. Thì con thích về với đội của ai nè? Chú cũng hiểu một tí về chữ nghĩa và cũng biết một ít về thư pháp. Mặc dù chữ chú cũng như gà bới, nhưng chú rất là trân trọng và hiểu được giá trị mà điều con đang làm. Như vậy thì nếu chúng ta hiểu nhau, chú nghĩ rằng là con nên chọn về đội của cô chú. Nhưng mà thật ra bên đây anh Tuấn nãy giờ anh rất là trầm tính. Bởi vì sao? Bởi vì đối với ảnh thư pháp đã ăn sâu vào từng tế bào của ảnh rồi. Trời ơi trời. Nhìn cái gương mặt của ảnh khi mà ảnh nhìn vào nét vẽ của nó con ăn đường nào mà lại vậy? Là ảnh đã biết được tính tình qua từng nét vẽ của con. Nó di căn cho em. Đến bây giờ nó đã di căn lên não, không nói được gì hết. Chỉ là nếu con muốn trở thành một người tốt thì hãy về với đội Đức. Nhưng mà con có muốn phạt mấy chú hay không? Khi mà hồi nãy mấy chú đã không có đoán đúng tài năng thực sự của con. Chúng ta đã nói về Đức thì tại sao phải phạt, đúng không? Ngoài cái Đức con đã có rồi, lấy nữa làm gì? Con cần đến với người tài để học thêm cái tài, thì tài Đức vẹn toàn. Nhưng chú có thêm một cái chữ xàm nữa. Cái đó là quan trọng nhất. Xàm Đức. Xàm Đức nó kỳ lắm con. Xàm mà vô nó đứt luôn cái tài. Cô nghĩ như thế này, Đức thì con đã có rồi, tài đây á, về là gọi là tài trí là một lẽ. Tiền tài nó cũng quan trọng lắm con. Con về đội bên cô, đây nè, tài trí con có, cộng thêm tiền tài con cũng có luôn, tài là tiền. Con à, nhìn bản chất của con là không thể nào không thích tham. Những người tài lanh như bên đó được. Rõ ràng những thôi. Người với thư pháp người ta rất trầm tính. Những người tài tình không muốn nói những người tài phiệt. Nhưng ba mẹ con có dạy cho con một câu là tài tiền danh vọng bao giờ đủ, nhân đức bao nhiêu cũng chẳng thừa. Có vẻ bất lợi. Thôi thì mời con về. Cha mẹ cháu dạy có vẻ bất lợi cho chúng ta. Đây là cái món quà con tặng thôi, chứ đâu phải chú Thành là người không có đức. Con nghĩ đi, nếu chú không có đức, làm sao chú có người bạn thân tên là anh Đức? Thôi, không bàn về tài của Đức nữa. Chú chỉ bàn về một chữ: tỉnh. Chú sẽ im lặng chờ câu trả lời. Mở một chút nhà cho cháu nó bình tâm. Tè 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 tè. Con sẽ chọn về đội chữ xàm. Con xàm à con? Con còn có một chữ xàm mà. Trời ơi trời. Ông kia hột nhân con ngắm thư pháp. Chưa chấp nhận được sự thật. Thằng nhỏ quá, nó có đức rồi, nó có tài luôn rồi mà nó chưa xàm. Có để nó cần cái xàm. Thằng chi. Con tên là Trần Thiên Phú. Hãy bình chọn cho con nhé. Hãy bình chọn cho con nhé.